Chào mừng các bạn đến với Moin Saigon Shop. Chào mừng các bạn đây là mẫu McLaren P1 tỷ lệ 1.32 của hãng Topo Horace. Mẫu mô hình thì có một cái đế mica, và để giới thiệu chi tiết hơn thì mình đã tháo sẵn một cái đế mica này ra. Chiếc xe McLaren P1 được thiết kế dựa trên nền tảng và cảm hứng của siêu xe huyền thoại F1 danh tiếng và được giới thiệu ra mắt tại Paris Motor Show 2012 trước khi siêu xe này được chính thức bán vào tháng 12 năm 2013. Xe thì được trang bị động cơ V8 3.8 lít đạt công suất tối đa 986 mã lực tại vòng tua 4.500 vòng 9 phút. Mô men xoắn cực đại của xe là 720 Nm tại vòng tua 5.000 vòng 9 phút. Xe chỉ mất vỏn vẹn 2,8 giây để bứt phá từ 0 đến 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa là 340 km/h. Về phần ngoại thất, đầu xe có thiết kế đơn giản nhưng lại mang được phong cách và tái hiện rõ đường nét kiểu dáng của một mẫu xe đua chuyên nghiệp. Nhìn trực diện về phía đầu xe, dường như khách hàng sẽ chỉ nhìn thấy bề mặt rộng lớn của đầu xe mà không thấy quá nhiều các chi tiết rườm rà đi kèm như nhiều mẫu xe khác. Bộ lưỡi tản nhiệt kích thước to bản, đen bóng, được thiết kế uốn cong theo kiểu đầu dáng xe. Chi tiết nổi bật và đắt giá nhất của phần đầu xe chính là hệ thống đèn pha. Đèn pha của McLaren nối liền với hai đầu lưới tản nhiệt, có tạo hình cong giống như logo của McLaren, vô cùng độc đáo và ấn tượng. Trên nắp capo thì có logo của McLaren và hai khe thoát nhiệt cho động cơ. Về thiết kế thân xe của McLaren P1 được thiết kế kiểu dáng 3D, tạo nên khả năng kích thích thị giác mạnh mẽ tới người nhìn. Nếu không đứng gần và tận mắt quan sát xe thì chắc chắn khách hàng sẽ khó có thể hình dung ra thiết kế của chi tiết mẫu xe này. Nâng đỡ phần thân xe là bộ vành 5 chấu kép uốn cong ở chính giữa. Về phần đuôi xe thì giống như phần thân xe, nhà sản xuất tiếp tục áp dụng kiểu thiết kế 3D dành cho đuôi xe của McLaren. Nếu như đa phần các mẫu xe khác đuôi xe không được đánh giá quá cao về mặt thiết kế, thì đối với P1, phần đuôi xe là một trong những bộ phận có thiết kế nổi bật nhất. Bộ lưới tản nhiệt lớn trải dài hết phần đuôi xe. Hệ thống đèn hậu không được thiết kế theo một hình dáng cụ thể, mà được thiết kế thành các giải nét uốn quanh mép của đuôi xe vô cùng sáng tạo. Ống giải hình thang thì được đặt ở chính giữa lưới tản nhiệt. Biển số thì được ghi tên của xe là P1. Nhìn từ phía trên thì cũng có hai khe thoát nhiệt cho động cơ, có hình logo của McLaren. Xe thì mở được nắp capo trước và hai cửa. Với tỷ lệ 1.32 thì nội thất của xe khá là đơn giản. Ngoài ra thì xe còn có âm thanh đèn điện. Khi có điện thì ta mới có thể thấy được bộ đèn hậu của xe cực kỳ là đẹp. Ngoài ra thì xe còn có trớn để chạy.
Với tỷ lệ 1.32 thì bên mình có hai màu, màu vàng và màu đen. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ website carshop.com.vn hoặc là fanpage mô hình xe ở dưới Carshop. Nếu có ý kiến đóng góp hay câu hỏi thì các bạn hãy comment xuống phần bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem.